Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ nấu món chân gà lắc cóc non. Và nguyên liệu để nấu món này thì mình có sả, sả mình cắt và mình đập dẹp ra, ớt mình sắc ra, tỏi băm và hành mình cũng lột vỏ và mình cắt lát lát ra nha các bạn. Dầu ăn, mắm, ớt bột, bột ngọt, ớt bột Hàn Quốc, đây là đường, cóc non, chân gà mình mua về mình lột da cho sạch, mình cắt hết mấy cái móng, mình chặt đôi, mình bật bếp lên nha các bạn, cho dầu ăn vào. Chờ dầu sôi lên thì mình sẽ cho tỏi vào. Rồi mình chấm kia nha các bạn. Cho anh cho mắm. Mắm đường. Khi mà nó tan đường ra rồi đó thì mình cho hai cái ớt bột đi vào các bạn. Khuấy một tí rồi mình cảm thấy nó hơi kêu kêu lại thì mình tắt bếp, mình nêm lại nha các bạn. Sau đó mình để cho cái này nó nguội, mình bắt nước lên mình luộc gà. Để mình luộc gà cho nó khỏi tanh. Chờ gà chín. Khi mà gà đã chín rồi thì mình tắt bếp, cho gà vô một thau nước đá nha các bạn. Đây cũng bị thau nước đá nha. Gà vô cho nó giòn như thế này. Giờ mình sang thử nha các bạn.
thấm lắm. Các bạn mua chân gà công nghiệp nha các bạn. Mua chân gà công nghiệp á thì nó thịt sẽ nhiều hơn. Ăn rất là ngon. Nếu bạn nào thấy video này hay, nhớ nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.